Thưa quý vị, các bạn và bà con nông dân, ở giai đoạn đầu vụ lúa, diệt trừ cỏ dại luôn là mối quan tâm hàng đầu của bà con nông dân. Cỏ dại có đặc tính chống chịu và khả năng sinh trưởng rất cao, chúng cạnh tranh hết các chất dinh dưỡng làm cho lúa bị thiếu dưỡng chất dẫn đến kém phát triển. Trong chương trình đồng hành cùng nhà nông kỳ này, chúng tôi chia sẻ với bà con về biện pháp trừ cỏ cho lúa dẻo thẳng. Cỏ dại thường xuất hiện trên đồng ruộng ngay sau khi bà con nông dân làm đất bón lót và gieo cấy. Chúng có sức sống khỏe, sinh trưởng mạnh, cạnh tranh, dinh dưỡng và nước làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển cây lúa. Đây là một trong những đối tượng dịch hại thời kỳ đầu vụ và là mối quan tâm hàng đầu của bà con nông dân. Đặc biệt, lúa gieo thẳng cần phải dệt trừ để tránh ảnh hưởng trầm trọng tới sinh trưởng cây lúa sau này. Thôn nhà tôi toàn bộ là chỉ đạo gieo vãi, cho nên toàn đồng là gieo vãi hết. Toàn đồng là gieo vãi, Thế mà cái đầu vụ chúng tôi lo nhất là cái uh, cỏ dại và cái ốc biêu vàng. Đấy, thế mà cái uh, cỏ dại thì uh, là nông dân là lo nhất, như là cỏ lòng vực rồi cỏ chắc lát rồi cỏ lá rộng ấy là sau uh, 2 3 ngày nó mới lên. Thế, chứ nó không lên cùng với lúa nhưng mà khi nó đã lên thì lại tốt hơn lúa. Để diệt trừ cỏ dại trên đồng ruộng hiệu quả, việc đầu tiên bà con phải thu gom những tàn dư còn sót lại của vụ mùa trước gồm dâm dạ, cỏ dại và tiêu hủy để hạn chế sự sinh trưởng của cỏ dại. Bà con nên chú ý đến khâu làm đất, tiến hành cây bừa ruộng trước khoảng 15 đến 20 ngày để vui lớp tàn dư cỏ dại, lúa lép cũng như hạn chế các mầm mống sâu bệnh gây hại khác. Ngoài công việc làm đất ra, cần xử lý và ngâm ủ giống lúa cũng rất quan trọng. Bà con nên loại bỏ những hạt lép, hạt cỏ dại, chỉ lấy những hạt chắc để tăng tỷ lệ nảy mầm của cây lúa và hạn chế những loại cỏ dại có trong lúa. Bà con nên làm đất kỹ, hệ thống thoát nước tốt, mặt ruộng bằng phẳng và tiến hành bón lót để tạo điều kiện thuận lợi cho cây lúa có đủ chất dinh dưỡng để phát triển nhanh lấn át cỏ dại, cũng như tăng khả năng chống chịu cho lúa khi gặp điều kiện thời tiết không thuận lợi. Sau khi đã tiến hành gieo xạ lúa, bà con nên điều tiết mực nước trong ruộng vào từng thời điểm và giai đoạn thích hợp để giúp lúa sinh trường và phát triển mạnh mẽ, kèm theo đó là sử dụng thuốc diệt cỏ để xử lý diệt trừ cỏ dại. Trong quá trình làm đất thì bà con tiến hành bón nốt phân nân và phân hữu cơ trước khi bước cái lần cuối để cho cây mạ sinh trưởng phát triển nhanh lớn áp được phát triển cỏ dại và trong quá trình làm ruộng mạ thì bà con tiến hành là để quản lý cỏ dại tốt thì bà con cần làm ruộng thật phẳng nhuyễn và uh, gieo xạ ngay sau khi làm đất thì sau khi gieo xạ thì bà con tiến hành là sử dụng các dòng thuốc trừ cỏ tiền lấy mầm À, để hình như cái dòng thuốc trừ uh, cỏ Sofit 300 EC thì đặc điểm của dòng thuốc này là sẽ nó lưu dẫn vào cây lúa qua ná mập và ba nám mập phía dưới và dễ và dễ thứ cấp vì vậy nó sẽ bảo vệ cây lúa chống lại cỏ dại và trong quá trình mà gieo phun thuốc thì sau khi phun thuốc trong tầm khoảng 3 năm ngày thì bà con phải luôn luôn thăm đồng và giữ mực nước cho giữ ruộng luôn ẩm sau 3 ngày thì tiến hành tráng nước mầm để để hạn chế phát triển được cỏ dại. Đối với lúa gieo thẳng, thì, uh, sau khi gieo trên đồng ruộng xuất uh, trên đồng ruộng xuất hiện rất nhiều loại cỏ dại cạnh tranh dinh dưỡng với lúa rau thẳng thì công ty Syngenta Việt Nam khuyến cáo bà con sử dụng sản phẩm Sofit 300 EC để quản lý cỏ tiền để mầm trên ruộng uh, sản phẩm Sofit 300 EC có thể quản lý được rất nhiều loại cỏ trong đó có quả lùng vực quả đối phụng quả chắc quả lác và đặc biệt là lúa cỏ với cái liều lượng bà con sử dụng là một chai Sofit 300 EC cho 2 bình 16 đến 18 lít nước. À, trong khi phun thì bà con lưu ý là à, mực nước ở trong ruộng phải đảm bảo từ 3 đến 5 cm. Sản phẩm Suffix 300 EC là một sản phẩm rất an toàn với à, mộng mạ và môi trường và đặc biệt là sức khỏe người phun. Diệt trừ cỏ dại hiệu quả cho lúa gieo thẳng, bà con cần lưu ý khi trừ cỏ dại phải lựa chọn đúng loại thuốc trừ cỏ có hiệu quả cao như thuốc Sofit 300 EC. Khi sử dụng theo liều lượng một lọ 35ml pha với một bình 16 lít phun cho một sao, pha thuốc phải pha thuốc với nước trong sạch. Khi phun thuốc phải trải đều mặt ruộng, phun thuốc trừ cỏ càng sớm càng tốt ngay sau khi gieo. Bà con nên phun vào sáng sớm hoặc chiều tối là phun sulfit 300 EC. Lưu ý phun thuốc trừ cỏ sulfit 300 EC cho lúa gieo thẳng chậm nhất là sau gieo xạ 3 ngày và luôn giữ mặt ruộng ẩm không để khô nứt, hiệu quả diệt cỏ sẽ cao.